ơi, thấy đen luôn. Nó dựng ở đây mà sao nó cháy như vậy ta? Tiếng nổ liên tục trong ngọn lửa, khói đen nghi ngút. Người dân đi qua ai nấy đều quay lại ngước nhìn. Đây là đoạn video do người dân ghi lại hiện trường vụ cháy xe container vào chiều 18 tháng 6 năm 2023 tại thành phố Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương. Còn đây là những gì còn lại sau khi ngọn lửa được dập tắt. Theo thông tin từ công an thành phố Dĩ An, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, một xe container lưu thông trên đường DT743 hướng từ tỉnh Bình Dương đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe đến đoạn qua phường Dĩ An tại thành phố Dĩ An, chiếc xe bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Thấy xe bị cháy, người dân đã hô hoán báo cho tài xế biết để kịp tấp xe vào lề đường. Tài xế đã nhảy ra khỏi xe thoát thân. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ đầu xe container và lan ra phía sau thùng xe. Nhận tin báo, công an thành phố Dĩ An đã đến hiện trường để khống chế ngọn lửa. Ngay sau đó, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng khiến phần đầu xe container bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy xe container đang được cơ quan công an làm rõ.